Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn một cái dưa hấu chín đỏ, vỏ mỏng, ngon ngọt xuất sắc luôn. Chỉ cần nhìn thôi, không cần bế em nó lên vỗ mông hay là búng vào má nó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho những ai chưa biết cùng tham khảo nha. Thì trước hết chúng ta sẽ nhìn vào cái cuống dưa. Thì phải chọn cái cuống còn xanh, nhưng mà cái cuống này á nó không còn xanh nữa nha. Thì cuống càng xanh thì nó càng tươi. Những cái trái đó là phải mới cắt nó mới còn xanh được. Nhưng mà nó phải cộng thêm những cái yếu tố tiếp theo nha, chứ không phải xanh là được nha cả nhà. Cái yếu tố thứ hai á là ta nhìn vào cái rốn của nó. Đây, cái rốn của nó nha. Cái rốn của nó. Thì ta nhìn vào đây ta có thể đánh giá được cái quả dưa này là có cái vỏ dày hay mỏng. Nếu mà cái rốn này nhỏ thì chứng tỏ cái vỏ nè, cái vỏ của trái dưa này nè nó mỏng. Còn cái rốn này quá to thì cái vỏ dưa này nè, cái vỏ của trái dưa này nó rất là dày. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ nhìn vào cái vân của trái dưa. Đây, các bạn thấy không? Cái vân. Nào, đi thẳng từ trên xuống dưới luôn nha. Đấy, nó không bị đứt khúc. Dưa nào mà cái vân nó bị đứt quãng á là những cái trái dưa nó chưa có già. Ở phần thứ tư á là cái phần mà tiếp xúc với mặt đất. Phần mà tiếp xúc với mặt đất á là nó sẽ có cái màu vàng như thế này nè. Cái này á, cái màu vàng này á thì các bạn để ý nó. Khi mà nó càng vàng đậm lên thì cái trái dưa nó càng già. Đấy, càng vàng đậm lên nha. Còn vàng lật lọt cái trái dưa này nè thì mình chọn á thì nó cũng hơi lật lọt, nó chưa có đậm lắm. Thì trái dưa này nó cũng chưa có già lắm nè. Mình phải chọn cái màu vàng đậm nha, càng đậm nó càng già nha cả nhà. Kết hợp bốn yếu tố đó lại với nhau thì chúng ta sẽ lựa được một cái trái dưa ngon nha cả nhà. Cái thứ nhất là cuống tươi. Đó, vân đều, vân thẳng từ trên dưới. Rồi cái phần mà tiếp xúc với mặt đất này nè nó sẽ vàng đậm luôn. Rồi sau đó rốn dưa là phải nhỏ nha cả nhà. Khi mà chúng ta lựa được một trái dưa kết hợp những yếu tố như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ có một trái dưa ngon để thưởng thức trong một cái mùa hè nóng nực này. Thì cuối cùng thì chúc các bạn lựa dưa thành công. Để về nhà là không bị chê mày lựa dưa sao mà dở quá, lựa dưa không chín, lựa dưa gì mà dở vậy cui à. Đấy các bạn, có ai mà trải qua trường học giống như vậy chưa? Đấy, thì bây giờ mình đã chia sẻ xong cái cách lựa dưa, chỉ cần nhìn thôi. Thì chúc các bạn thành công ha.